Đây, lại là máy xớt đang xớt thả nha bạn. Đồng này đây, đồng Phú Long, Phú Tân, An Giang. Đồng này mùa này thả. Nước này cũng là nước mưa nè, chứ mấy hôm nay thì đồng này chờ nước nhưng mà cũng không có nước luôn. Nhờ cái được ngay mùa mưa, mùa bão này nè. Mà nói nào nói nghe, nước mấy bữa nay có dấu hiệu nhảy nha các bạn. Trong khoảng 3-4 ngày nay thì nó nhảy rồi cũng độ chừng cả mét á. Nhảy cũng khá khá đó. Con này thì cá đằng ngắn nè, cá lê ngắn nè. Rồi sơ giữa, ben giữa luôn. Ben giữa này hình như là máy Chí Linh. Ô này giống như sơ ô gãy, ngò gai. Máy này lâu rồi, máy này cũ rồi. Bên giữa, sọ giữa, bắp tách giữa. Cái xứ này xứ máy xích nha các bạn. Bây giờ đi mấy cái đồng này mà để gặp mấy cài sớ thì cũng gọi khá là hiếm á. Cũng có nhưng mà nó sẽ ít hơn máy xích với máy con. Xích cũng mòn dữ ha. Cái ô này nó nhờ bấm nhanh. Đấy. Đây nè, cái bè anh nằm đây nè. Cái lề có một khúc. Sao có. Cái bè này nhớ là cái bè của Chí Linh. Máy này thì trung bình giá nó từ 170-180 nha các bạn. Trên 150 đó, từ 150 trở lên á. 2 triệu đầu tư thì máy đóng gần tới 200 luôn nữa. Làm cái động cơ gì đây? Ô này nhôm và sọc. Ngò ngập trơn, ngập nước mưa. Nước ngoài sông vô đâu có bao nhiêu đâu. Năm nay lũ về trễ. Khó xoài qua kinh bích hết rồi. Bò cũng luôn. Con này quá lâu rồi, chiếc này lâu lắm rồi. Thở cái ô này nhỏ gí nữa, quay đầu cũng mệt. Này nồi nằm ngoài luôn ha. Tác đó. Nói các bạn xa xa là còn xanh mướt luôn.
chưa lên nước nổi nữa. Mấy đồng áp thấp thì bữa nay trắng nước hết rồi. Chả anh chạy đâu không chú? Cũng bùng lai gai gì hoài đúng không? Dịch Phú Lâm bên 10 sớm giờ cái gì? Nãy nhìn mù mù quá nữa. Nó còn ngon hai bên chính giữa này gãy không biết gãy gì nè. Đỏ không luôn. Ba bốn năm sáu lít heo này heo Isuzu nè 14 gì đây 4B 4G 4BD1 4BC1 tắc lấy 2 này sẽ đợi vô tắc lấy 2 nghiện
họ là đi hai tác là đúng rồi. Sớ được giống như phá lâm cỏ nó nhiều, cái này cũng chưa có bằng sớ 30 cái lúa ma lúa chét, còn lúa ma lúa chét nó dày hơn.